Một Phương Shop mến chào các bác. Hôm nay thì tôi mới xong một cái nu vòng nu ngọc am, hàng mọng dầu chìm nước nhé các bác. Loại này thì nó là phần nu khá là đẹp, nó ít nu thôi nhưng mà chất gỗ của nó rất là mọng dầu các bác nhìn này. Đó, đây nó có bám nu này. Những cái phần gỗ thịt mà ở cái cục nu như này thì nó mọng dầu và nó có thể thấu quang được nhé các bác. Đó, tôi đã kiểm tra rồi, đã thử rồi. Nó thấu quang khá là đẹp. Đây các bác nhìn. Đó, các bác thấy chưa? Tất nhiên này nó không thể xuyên qua cái đầu bên kia gỗ được. Đó, các bác nhìn dầu nó rất là mọng luôn. Nó thấu quang như này là dầu, chứng tỏ nó rất là mọng dầu. Đó. Tôi ở lô này thì tôi có chủ yếu là cái chuỗi lách tay. Đó, lách tay nha các bác. Lách tay bản vuông và một số cái chuỗi như là hạt tròn, cũng như là ở đây nó có cái chuỗi trúc nhộng này, nó có 12 ni và 14 ni, mỗi loại một sợi. Thơm lắm các bác, thơm ngọt lắm. Thằng lu ngọc am này nó thơm rất là ngọt, ngọt, dịu. À, chất gỗ nó mịn lắm các bác ạ, chất gỗ cực kỳ mịn luôn. Các bác để ý, tôi quay kỹ cho các bác nhìn. Bên tôi làm rất kỹ nhé. Cái sợi là dây này thì tôi sẽ xỏ lại cho các bác, chập 4 dây cao su lại xỏ nhé, rất là chắc chắn bền nhé các bác. Đây, mình nhìn cái chất gỗ này nó đỏ au luôn, đây đúng là nu ngọc am đỏ đấy. Đó, chất gỗ dầu đỏ au luôn, chìm nước 100% nhé các bác, chìm nước nhé. Cái cục này thì nó có duy nhất một cục và tôi làm ra được từng đây chuỗi. Ở đây thì tôi đã trả một số khách hàng cái trả đơn một số khách hàng đặt cái vòng lách tay vòng bản này rồi, và bản vuông này rồi. Đó, thì ở đây là nó có mười mấy sợi, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 sợi. Đó. Ở đây nó có một sợi 12 ni nữa này các bác này, cho nữ này. Các bác nhìn cái phần nu nó rất là ít thôi. Nhưng mà chất dầu của nó rất là đặc và chìm nước nha các bác. Đó, cái phần ở cái phần nu già nó mới chìm nhá các bác, chứ còn mà ở phần rễ là nó hiếm khi chìm lắm, rễ nó không tích tụ nhiều dầu như phần nu được. Phần nu nó mới nhiều dầu và nó già được gỗ được, nó mới chất gỗ nó mới già, nó dày gỗ, mật độ gỗ nó nhiều. Nó cả hai yếu tố đấy, thứ nhất là về tinh dầu tích tụ nhiều trong gỗ, thứ hai là cái mật độ gỗ nó dày nó nhiều và nó nặng gam thì nó sẽ chìm nước nha các bác. 12 ni 17 hạt, 2 4 6 8 10 12 14 16 17. Chìm nước nha các bác, chìm nhá. Đó, bác nào lấy sợi 12 ni này báo tôi này. Rất chất lượng. Đó, giá thì đang được khuyến mại cực kỳ tốt nhá, đang được trợ giá cực kỳ tốt cho các bác. Cái nô này. Chỉ có duy nhất cái cục gỗ này tôi ra cái nô này thôi, nó hết rồi. Nó có sợi 12 ni trúc nhộng này. Chúc nhậu sợi 12 ni này rất đẹp, mọng dầu ngọc am đỏ ạ, thơm phức. Đây, chìm nước nha các bác. Đó. Chìm 100% luôn, đỏ ong luôn. Các bác nhìn này, càng đeo càng thơm nhé. 14 ni có hai sợi nha các bác, 14 ni có hai sợi nhé, chìm hết. Đây là các bác nhìn nó bám nu này. Đó. Nu ngọc am đỏ nha các bác, chìm hết 100%. Đây, đến cái vòng bản nhé, tôi cũng thử nước cho các bác luôn nhé, thử nước cho các bác luôn, chìm hết 100% nhé. Ô, cái hàng này rồi, sợ này nó đó, chìm này. Đó, chìm này. Cái sợi này thì nó này, nó có mấy cái hạt, nó có một hai hạt ở đây nó nổi này, nên là nó chìm một nửa. Đó, đây thấy cái hạt này ta, nó còn mấy cái hạt nữa đấy, còn mấy cái hạt để mình dự phòng ấy. Đây, đó, đây nữa này, thay mấy cái hạt này, chìm hết nha các bác. Đó. Nó có 3 hạt cận chìm, hạt nào nổi là tôi sẽ thay, còn lại là chìm hết nha các bác nha, chìm hết. Cái này bảo quản phải bảo quản kín cơ, hộp kín chứ mà không nó bay dầu đi mất.
chìm hết luôn. Chìm nha các bác. Và hàng này nó cũng thấu quang được nha. Thấu quang được này, qua đây. Đó, qua thế nhỉ. Nu ngọc am chìm và thấu quang. Đó, duy nhất có cái hàng này. Nu huyết long thì nó sẽ thấu quang mạnh hơn, mà nu ngọc am mà thấu quang như này thì rất là hiếm. Đấy, các bác thấy không ạ? Các bác đặt hàng báo tôi nhé, tôi sẽ tư vấn cho các bác lấy mẫu nào báo tôi nhé. Rồi, những cái mẫu hạt tròn hay mẫu trúc nhộng này các bác báo sớm nhé. Nó chỉ còn, nó có mỗi loại một sợi thôi, 12 ni, 14 ni. Các bác nhắn qua Zalo nhé. Rồi, chào các bác.